Xin chào mọi người ha. Thì cái video ở trên YouTube của mình thì đã có nói rồi, trên những cái tờ vé số xưa này đây, những cái tờ vé số xưa ha, thì trên một tờ á mình bán một tờ như thế này nè, là 10.000 một tờ. Thì mỗi một tờ á mình sẽ chích ra là 50%. Thì đợt trước thì mình bán hình như được cũng một anh đặt 20 tờ, có một anh thì đặt trên TikTok của mình á 10 tờ, một anh đặt 20 tờ, với những anh em đặt giặt lẻ tẻ cũng khá là nhiều. Nói chung là mình không nhớ, thoáng thoáng hình như là 10 tờ nữa hay sao á mọi người, là tổng mình bán được 40 tờ. 40 tờ thì mình sẽ trích ra 200.000, 200.000 mình sẽ hỗ trợ những cái cô chú ở ngoài ha. Thì hồi nãy mình có đi ngoài gần nhà mình á, thì đêm nào mình cũng thấy hết, 11, 12 giờ khuya có một cô. Thì bây giờ mình ra mình hỏi thử ha, để mình hỏi thử coi mình sẽ cho cô, coi như là mình hỗ trợ cho cô mỗi người 50 thôi mọi người. Thì mình mỗi người được 50 thì 200.000 cũng được 4 người thôi. Đó. Thì video này mình sẽ đi ra ha. Xin chào tạm biệt ha. Chào cô ha. Dạ, ngày nào cũng gặp cô hết. Này đi không thiệt xa cậu nha. Dạ. Có bữa 11-12 giờ khuya con gặp cô. Ừ. Nhưng mà thôi cho con gửi cô. Hơi gắn. Dạ thôi. Thiệt mà. Cái này con, cái tiền con bán vé số. Ừ. Là con hứa là con cho mỗi người ít. Ừ. Dạ dạ. Rồi, cảm ơn cô nha. Dạ. Tại vì con đi ngày nào cũng gặp cô ở đây hết á. Mà có khi 12 giờ khuya vẫn gặp luôn đi. Tại con đi khuya không à. Ba đi 2 giờ. Dạ. Ba về. Dạ dạ, rồi con cảm ơn cô nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn con nhiều. Dạ dạ, con còn đi nhiều chỗ. Dạ dạ, rồi cảm ơn con.